anh trai đạo sĩ. Người ta nghe nói anh nổi tiếng gần xa. Một người xem tướng qua xương cốt. Hãy bóp chân giúp người ta đi. Chân người ta có mịn hay không? Cố Tam Lưỡng, vận mạnh thấp hèn, vong ân bội nghĩa. Cô đi đi, cô không phải là người tôi đang tìm. Có anh mới là vận mạnh thấp hèn. Đồ thầy bói thối, sờ đùi bà đây xong liền muốn đuổi bà đi sao? Để tôi nói cho anh biết, nếu không có 100 ngàn thì chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Tống tiền sao? Sao nào, sảm sỡ tôi xong còn không muốn đưa tiền nữa sao? Được rồi, tôi sẽ khiến danh tiếng của anh bị phá hủy. Dừng tay. Tô Thanh Thu, Ngọc Giao Tiên Tử. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cô là ai vậy? Dám can thiệp vào việc của tôi. Tiểu thư nhà tôi chính là thiên kim Tô gia Tô Thanh Thu, thị nữ của Tô Thanh Thu. Dựa vào cô mà cũng dám mạo phạm sao? Thế ra tu tiên Tô gia sao? Tô tiểu thư, thành thật xin lỗi. Cái miệng của tôi đáng bị đánh. Cô đi đi. Vâng. Không thể ngờ Ngọc Giao vậy mà mang tiên huyết hóa thành đế châu của mình rồi chuyển kiếp. Mình đã bỏ lỡ nhân duyên này 1000 năm rồi. Lần này mình sẽ không bỏ lỡ nữa. Kết hôn với tôi trong thời hạn 1 năm. Số tiền này sẽ là của anh. Anh có đồng ý không? Tiểu thư, cái tên thầy bói này chắc là cả đời anh ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nên mới thẫn thờ một chỗ như thế. Tìm anh ta để kết hôn giả có ổn không đây? Yên tâm đi, chỉ là để đối phó với các vị trưởng bối thôi. Làm cho có thôi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Sau khi hoàn thành nhất định sẽ hậu tạ. Được, tôi đồng ý với em. Ngọc Giao, kiếp này tôi sẽ bảo vệ em. Bí cảnh tiên nhân sắp được mở ra. Con bé Thanh Thu đâu rồi? Tô gia chúng ta có thể nhân cơ hội này, dựa vào Lăng Thiên Kiếm Tông tiến vào trong bí cảnh. Tô Hoàng Kim, gia chủ Tô gia, giành được tiên quả tạo hóa, chấn hưng lại Tô gia hay không? Cuộc hôn nhân của Thanh Thu và Lâm Đạo chính là mấu chốt. Cũng không biết anh Lâm Đạo nhìn chúng Tô Thanh Thu ở điểm nào vậy? Tô Quỳnh Hương, nhị tiểu thư Tô gia, còn kém chị ta ở chỗ nào chứ? Cuối cùng con cũng về. Nhanh, mang theo sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Lâm Đạo. Con không thể kết hôn với Lâm Đạo. Ý con là sao? Ba, con xin giới thiệu, Trần Bình là chồng hợp pháp của con. Và 10 phút trước chúng con đã đi đăng ký kết hôn rồi. Nhảm nhí, con quả thật hồ đồ rồi. Thằng nhóc này là ai? Nó ở đâu chui ra vậy? Đây không phải là tên thầy bói thối ở trên phố sao? Tô Thanh Thu, não của chị bị hỏng rồi sao? Lăng Thiên Kiếm Tông ngoài đứng sau Thiên Long Điện cũng là tông phái đứng thứ hai, nền tảng sâu rộng, lực lượng hùng mạnh. Lâm Đạo chính là tông chủ tương lai. Chị bỏ qua không cưới một thiếu chủ tiền đồ vô lượng như Lâm Đạo để đi cưới cái tên lừa đảo ở giang hồ, đến cho thấy còn phải lắc đầu. Tô Thanh Thu, ba là ba con, cuộc hôn nhân của con ba quyết định, con bắt buộc phải cưới Lâm Đạo. Thằng nhóc này chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao cậu ta so được với Lâm Đạo chứ? Thiếu chủ nhỏ bé của Lăng Thiên Kiếm Tông mà dám so sánh với tôi, đến cái gót chân cũng không bằng. Thay vì làm hài lòng Lâm Đạo, tốt hơn nên chọn tin tưởng tôi. Tô gia mà theo tôi thì sẽ trường tồn mãi mãi. Cười xỉu tôi rồi. Người không biết còn tưởng anh tài giỏi thế nào. Hôm nay anh đến nhà chúng tôi, đủ để anh ra ngoài khoe khoang cả đời này rồi, còn trường tồn mãi mãi sao? Tôi khinh. Thanh Thu, em gái con cũng muốn cưới Lâm Đạo, nhưng con bé không có cơ hội. Con nên trân trọng nó chứ. Bí cảnh đó phải mất hàng trăm năm mới mở ra một lần, là một cơ hội hiếm có. Con chỉ có thể cưới Lâm Đạo mới giúp con lấy được tiên quả, khiến Tô gia chúng ta trỗi dậy.
tiên quả trong bí cảnh. Con sẽ tự lấy nó bằng khả năng của mình. Con cũng sẽ tự mình phục hưng lại Tô gia, không cần dựa vào Lâm đạo. Con có tài năng, lại có thực lực, nhưng trong bí cảnh đó, dù sao cũng rất nguy hiểm. Con có biết có bao nhiêu người mất mạng trong đó không? Lâm đạo là thiên tài yêu nghiệt, trong thế hệ trẻ này, cậu ta chính là người mạnh nhất. Ngoài ra còn có Lăng Thiên Kiếm Tông làm bệ đỡ. Con không dựa vào cậu ta thì dựa vào ai? Dựa vào thằng nhóc này sao? Cậu ta có thể cho con cái gì? Cậu ta chỉ có thể khiến con vướng bận, khiến con trở thành trò cười của thiên hạ. Bốn phương tụ hội, thần tiên phục tùng. Tôi là chủ nhân của thế gian này. Lăng Thiên Kiếm Tông nhỏ bé này là cái thá gì? Lâm đạo có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Lâm đạo không làm được cái gì, tôi vẫn có thể làm được cái đó. Vượt bí cảnh lấy tiên quả tạo hóa, chỉ cần tôi là đủ. Cái gì mà chủ nhân của thế gian chứ? Anh là cái thá gì? Dám so sánh với anh Lâm đạo? Được thôi, nếu cậu có thể lấy được tiên quả, tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu. Cậu thấy sao? Lâm thiếu gia, tên Trần Bình này chỉ là một đạo sĩ bói toán vớ vẩn, cua môi múa mép thôi. Thanh Thu, cô thật sự chọn tên nhóc này làm trợ thủ cho mình, để đối thủ của bổn thiếu gia sao? Đáng tiếc, kiếp này hắn không thể đến được kỳ luyện khí đâu. Chỉ có cách chọn tôi mới có thể giúp được cô thôi. Bây giờ cậu chỉ mới đến kỳ trúc cơ thôi, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn người khác như ếch ngồi đáy giếng, ngước mặt nhìn trăng. Hay lắm, thể hiện khả năng của cậu đi. Tốt nhất là hãy khiến bổn thiếu gia sợ té ra quần luôn. Trật tự. Bài khảo hạch tư cách tiên nhân của bí cảnh sắp được bắt đầu. Đây là vật quý của Thiên Long Điện, trưởng lão Thiên Long Điện, thần hoàng chung. Chỉ cần đặt tay lên chuông, vận linh khí, khi thần hoàng chung điểm chuông, được xem là qua vòng kiểm tra, sẽ có được tư cách tham gia. Bây giờ, bài kiểm tra bắt đầu, để tôi lên trước. Không thông qua. Đường Phong, Thượng Quan Minh Nguyệt đã đạt được tư cách bí cảnh. Quỳnh Hương, con lên thử đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Thần Hoàng Trung đã điểm, thông qua khảo hạch. Tên thầy bói kia không cần thử đâu, chắc chắn là không qua được bài kiểm tra thần hoàng chung đâu. Quan trọng là phải xem Lâm thiếu gia và Tô Thanh Thu. Tô Thanh Thu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bậc trúc cơ, không biết có thể khiến thần hoàng chung điểm mấy lần đây. Ba lần. Thiên phú của Tô Thanh Thu quả nhiên lợi hại. Chẳng trách Lâm thiếu gia của Lăng Thiên Kiếm Tông lại để ý. Tiền đồ của Tô gia sáng rực rồi. Chung điểm ba lần, không hổ là người mà ta thích. Tài năng này mới xứng với bổn thiếu gia. Tên thầy bói kia, bổn thiếu gia để ngươi mở mang tầm mắt đây. Mở to mắt ra mà nhìn, để biết thế nào là lợi hại. Chung điểm 5 lần. Lâm đạo không hổ là thiên tài yêu nghiệt. Nghe nói đại trưởng lão của Thiên Long Điện cũng chỉ điểm được 4 lần. Tên thầy bói Trần Bình kia cũng dám so bì thiên phú với Lâm đạo. Mơ đi. Đúng vậy, đã trăm năm rồi chưa có ai khiến thần hoàng chung điểm 5 lần liên tục, thông qua tư cách tham gia bí cảnh. Đây chính là sức mạnh của thiếu chủ Lăng Thiên Kiếm Tông. Sau này ắt sẽ thành tài. Là con rể tốt của tôi. Không hổ là Lâm thiếu gia. Anh ấy là người tôi thấy hợp làm anh rể nhất.
Trần Bình, anh chỉ là tên vô dụng thôi, lấy cái gì để so với Lâm thiếu gia đây? Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi. Thầy bói, nhìn thấy chưa? Cậu cũng xứng đấu với tôi sao? Không phải là tự cao lắm sao? Tới đi, để bổn thiếu gia xem cậu có thể khiến thần hoàng trung điểm mấy lần. Cho con nít thôi mà. Cậu sợ rồi chứ gì? Thanh Thu, cô nhìn thấy chưa? Thiên tài yêu nghiệt này được 5 lần điểm chung. Tên thầy bói thậm chí còn không dám thử. Sao mà xứng với cô được? Chúng ta mới là trời sinh một cặp. Không sao. Bớt lại chút đi. Đừng có bất ngờ quá. Tên này không có chút tu vi, còn dám giễu cợt Lâm thiếu gia, cũng to gan lắm. Nhưng cũng phải xấu hổ thôi. Anh là cái thá gì mà dám khiêu khích Lâm thiếu gia? Đúng là thích chơi với lửa. Không đúng. Nếu không thông qua, phải bị thần hoàng trung hất tung mới đúng. Có vấn đề. Nhóc con, vẫn chưa bỏ cuộc sao? Dù cậu dùng hết sức bình sinh thì thần hoàng trung cũng không động đậy đâu. Cậu không có tư cách tranh giành cô ấy với tôi đâu. Mau cút đi. Ngoan nào. Không cần sợ bổn đế vậy đâu. Anh bị điên hả? Không ngờ lại đi nói chuyện với thần hoàng trung. Đứng đó vờ vịt cái gì? Anh mà giỏi như thế thì khiến thần hoàng trung điểm một lần đi. Vậy thì kêu vài tiếng đi. Không thể nào. Hoàn toàn không phát ra tiếng nào. Thiên phú không đủ. Thất bại mất rồi, thật nực cười. Nhóc này, ngay cả bài kiểm tra cũng không vượt qua được, mà còn nói muốn giúp Thanh Thu lấy được tiên quả tạo hóa sao? Đúng đó, giả vờ cả nửa ngày rồi, thần hoàng trung cũng không rung một hồi chuông nào. Còn không bằng tôi nữa. Anh như thế này, sao có thể so được với Lâm thiếu gia đây? Không biết tự lượng sức mình. Bây giờ thì cậu đã biết cậu buồn cười như thế nào rồi chứ. Thiên phú của thằng nhóc này thực sự quá kém. Thần hoàng trung đã có lịch sử hàng nghìn năm, sinh ra linh trí. Nó đang sợ tôi nên không dám kiểm tra tôi. Trần thí chủ, Bần tăng thực sự không nhịn nổi nữa. Thần hoàng trung là một thần khí, sao lại có thể sợ cậu được chứ? Đúng đó, tôi thấy anh căn bản không qua được bài kiểm tra. Chỉ vì chút lòng tự trọng đáng thương đó mà ở đây ăn nói lung tung. Quả thực là đang làm trò cười cho thiên hạ mà. Cậu xem chúng tôi đều là đồ ngốc cả sao? Trưởng lão, thời gian của mọi người rất quý giá, không thể để cho thằng nhóc này ở đây làm loạn được. Xin ông hãy đuổi cậu ta ra ngoài đi. Đúng vậy, đuổi ra ngoài đi. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Cút ra ngoài đi. Cho tôi 3 giây để trấn an thần hoàng trung một chút. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cho cậu 3 giây sao? Dù có cho cậu 3 ngày hay là 3 năm thì đã sao? Nếu như hôm nay cậu có thể khiến cho thần hoàng trung rung lên thì tôi sẽ kêu cậu một tiếng ông nội và quỳ xuống dập đầu 10 cái với cậu. Nếu như hôm nay anh có thể khiến cho thần hoàng trung rung lên thì tôi sẽ làm người hầu không công cho anh 1 năm. Mặc cho anh sai khiến, Đỗ Đông tôi cũng bằng lòng. Theo Lâm thiếu gia và Tô tiểu thư, cái đồ thầy bói thúi cậu, nếu như có thể khiến cho thần hoàng trung kêu một tiếng, tôi sẵn sàng dập đầu 10 cái với cậu và gọi cậu một tiếng ông nội. Tạ nghĩa tôi cũng theo bọn họ. Thật hiếm có khi Lâm thiếu gia lại có hứng thú như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt tôi cũng theo. Bần tăng Đường Phong cũng theo bọn họ. Tôi sẽ thành toàn cho mấy người. Còn không chịu phát ra tiếng nữa, ta sẽ tiêu diệt linh trí của ngươi. Đừng cố nữa đồ vô dụng. Hãy thừa nhận sự bất tài của cậu đi. Cậu không thể vượt qua bài kiểm tra thần hoàng trung được đâu. Cậu có chuyện gì vậy? Mau nhìn thần hoàng trung kìa. Thần hoàng trung, làm sao thần hoàng trung có thể kêu chứ? Chẳng qua chỉ là rung một hồi chuông mà thôi. So với 5 hồi chuông của tôi thì nó chả là gì cả. Sao có thể chứ? 3 hồi. 3 hồi thôi sao? Thần hoàng trung, rung lên cho tôi. 5 hồi.
Như vậy là cậu ta có thiên phú, giống như thiên tài Lâm Đạo sao? Xem ra cái tên Trần Bình này không hề nói nhảm, thần Hoàng Trung này thật sự sợ cậu ta. Năm hồi sao, thiên tài xuất chúng. Là tại mắt tôi kém nên không nhìn ra. Sáu hồi rồi, là thiên tài tuyệt thế đó. Cái gì? Sáu hồi chuông sao? Tên Trần Bình này lừa gạt chúng ta, khả năng thiên phú của anh ta sao lại đáng sợ như vậy? Rốt cuộc Trần Bình là ai vậy? Khả năng thiên phú, không ngờ lại mạnh hơn cả Lâm thiếu gia nữa. Thiên phú của anh ta đáng kinh ngạc như vậy, làm sao có thể là một thầy bói bình thường được chứ? Bóng dáng này sao lại khiến mình có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Trần Bình, tôi thế mà lại xem thường cậu rồi. Có thể khiến thần Hoàng Trung dung sáu hồ chuông, cậu đủ tư cách trở thành đối thủ của bổn thiếu gia đấy. Cậu mà cũng xứng làm đối thủ của tôi sao? Lâm Đạo, hôm nay tôi chỉ muốn cho cậu biết một chuyện. Tu vi của cậu, thiên phú của cậu, mọi thứ của cậu ở trước mặt tôi, nó không là gì cả. Sao cơ? Chín hồi sao? Đây đúng là thiên tài ngàn năm có một mà. Ngoại trừ người sáng lập Thiên Long Điện trong truyền thuyết thì đã hơn hàng ngàn năm rồi, không có ai có thể khiến cho Chu Dung chín hồi chuông cả. Người đàn ông này có chút thú vị đó. Thần Hoàng Trung đã dung chín hồi chuông, các người có còn nhớ những gì đã nói lúc nãy không? Anh chẳng qua chỉ là một tên thầy bói thúi thôi, mà muốn bổn tiểu thư đây làm người hầu cho anh hả? Sao anh không đái một vũng rồi soi lại cái đức hạnh của mình thử xem anh có xứng không? Vốn dĩ tôi chỉ đùa thôi, thằng nhóc này lại tưởng là thật sao? Kêu chúng ta quỳ xuống gọi ông nội với một tên thầy bói sao? Nằm mơ đi. Thằng ngốc này cũng không tự xem lại xem bản thân mình là cái thá gì, một thầy bói thúi mà còn muốn lên mặt đòi hỏi sao? Tôi đây quả thật là đã xem thường thiên phú của cậu rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Cậu vẫn là một kẻ yếu đuối, không có tu vi mà thôi. Muốn tôi đây gọi cậu là ông nội sao? Nằm mơ đi. Có lẽ cậu đã nhầm lẫn gì rồi. Không phải là tôi không có tư cách, mà là cậu mới đúng. Mấy người không chỉ không đủ tư cách làm cháu của tôi, mà ngay cả tư cách quỳ xuống trước mặt tôi cũng không có. Còn cô, nhan sắc lẫn nhân phẩm đều rất kém cỏi, càng không xứng làm người hầu của tôi. Cô hiểu chưa? Anh, bí cảnh của tiên nhân sắp mở ra, tất cả những ân oán đến lúc đó mấy người tự mình giải quyết. Nếu có người gây chuyện ở Thiên Long Điện thì tất cả đều sẽ bị hủy bỏ tư cách vào bí cảnh tiên nhân. Coi như cậu ăn may. Trần Bình này, Lâm Đạo là người có thù át báo, anh đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Lát nữa đợi đến khi bọn họ vào bí cảnh, anh mau chạy trốn đi. Yên tâm đi, trong bí cảnh tiên nhân, người phải chạy trốn là bọn họ mới đúng. Cứu tôi với, cẩn thận. Đây là cái gì vậy? Đáng sợ thật đó. Thí tiên vụ, tôi đã từng thấy qua nó trong bí kíp khám phá bí cảnh mà tổ tiên truyền lại. Bất cứ người thường nào tiếp xúc cũng đều bị nuốt chửng. May mà có lưu ly thất diệp phiến này, là khắc tinh của huyết dương. Tránh ra. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lâm thiếu gia, vóc dáng của tôi cũng không kém chị tôi là bao, còn làm tốt hơn chị ta nữa. Nếu như chị ta không chịu gả cho anh, vậy thì để tôi gả cho anh nhé. Cô không tệ, tôi sẽ bảo vệ cô bình an. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đạo. Cảm ơn Lâm thiếu gia. Không hổ là Lâm thiếu gia, huyết xương này đáng sợ như vậy mà cũng bị anh thổi bay một cách dễ dàng. Lâm thí chủ, hành trình khám phá bí cảnh này tôi sẽ nghe theo cậu hết. Xin cậu hãy tiếp tục chiếu cố
Xin Lâm thiếu gia cũng chiếu cố tôi nhiều hơn. Lại đến rồi, mau đi thôi. Em không sao chứ? Tôi không sao. Đi thôi. Cây tiên luân hồi. Lâm thiếu gia, anh xem cái gì kia? Là cây tiên luân hồi. Tứ đại tông môn phải mất mấy trăm năm để tìm cây tiên ở bí cảnh. Quả tiên luân hồi. Người ta nói cây này 500 năm mới nở hoa một lần, thêm 500 năm mới kết quả. Có được tiên quả, có thể thay đổi bất kỳ thể lực nào. Để sở hữu tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể không chỉ tăng tốc độ tu hành của tu sĩ lên gấp trăm lần, mà còn có thể ngộ đạo. Một khi ngộ đạo thành công thì có thể đắc đạo thành tiên, trở thành người bất tử. Cho dù ngộ đạo thất bại, tiên quả cũng có thể kéo dài tuổi thọ của người đó lên 300 năm. Sự cám dỗ này không ai có thể cưỡng lại. Thảo nào tứ đại tông môn đều điên cuồng vì nó. Tiên quả là của tôi. Tránh ra, tiên quả đó là của tôi, phải là của tôi. Đây là quy lực. Đúng vậy, là quy lực của tiên đạo. Vào lúc tiên quả chín thì sẽ hình thành một bức tường quy lực tiên đạo cách 10 bước. Chỉ ai thực sự có đủ sức mạnh mới có thể vào trong đó lấy được tiên quả. Đây là một bài kiểm tra sinh tử. Nếu người thực sự không đủ sức mạnh mà vào trong đó thì sẽ tan thành mây khói. Tôi không vào địa ngục thì ai vào đây? Để Bần Tăng thử xem quy lực của tiên đạo này. Chỉ cần vượt qua được 10 bước của quy lực thì sẽ lấy được tiên quả. Không cần phải tự nộp mạng như vậy. Tu vi của ông ấy vốn không thể lấy được tiên quả đâu. Trên cây tiên luân hồi này có hơi thở của tiên cốt đế châu của mình. Chẳng lẽ tiên cốt đang ở trong cây tiên luân hồi này sao? Một người không có tu vi phải cần một người phụ nữ đưa đến đây. Đúng là đồ vô dụng. Tên họ Trần kia còn không mau ngậm miệng lại đi. Đường Phong thiếu chủ chính là thiếu chủ của Vạn Phật Tông. Từ nhỏ đã tu hành rèn luyện võ công, đau thương bất nhập từ sớm. Ông ấy một đời tu vi còn là kỳ đầu trúc cơ, chỉ đứng sau sức mạnh của anh đạo thôi. Anh là một thầy bói hôi hám, lại dám nghi ngờ ông ấy? Sao nào? Anh Trần Bình nghĩ tu vi kỳ đầu trúc cơ của Đường Phong không thể lấy được tiên quả sao? Anh chỉ là một tên thầy bói vô dụng, anh nghĩ mình có thể làm được sao? Thôi được rồi, để Bần Tăng lấy được tiên quả, cho thí chủ mở mang tầm mắt. Không hổ danh là thiên tài chỉ đứng sau anh đạo. Đổi lại người khác, một bước cũng là chuyện không thể rồi. Mới chạm vào đã tan thành mây khói. Ông ấy đã đi được 2 bước rồi kìa. Không thể coi thường sức mạnh của Đường Phong. Có thể chịu được uy lực của tiên đạo. 4 bước rồi. Vẫn còn 6 bước nữa là có thể đi đến cây tiên, lấy được tiên quả rồi. Đường Phong này cũng được đó chứ. Thật đáng tiếc. Theo như tôi vừa bấm ngón tay, đây đã là giới hạn của ông ấy rồi. Trần thí chủ, thí chủ nghĩ mình là ai cũng xứng để chỉ trỏ Bần Tăng sao? Tôi khuyên ông nên từ bỏ đi. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Bước đi này của ông, nhẹ thì bị thương, nặng thì cả đời tu luyện của ông coi như đổ sông đổ biển. Trần thí chủ lại coi thường Bần Tăng như vậy. Bần Tăng sẽ cho cậu xem tôi lấy được tiên quả như thế nào. Đường Phong thiếu chủ đi được 5 bước rồi. Ông ấy đi thêm 5 bước nữa, vượt qua tiên đạo quy áp thì tiên quả này có thể dễ dàng lấy được rồi. Sức mạnh của Đường Phong thiếu chủ chỉ đứng sau Lâm Đạo, mà ngay cả Đường Phong cũng thất bại, vậy còn có ai có thể chịu được uy lực của tiên đạo, lấy được tiên quả chứ? Tiên quả luân hồi này quả thật là thứ tốt, nhưng lại khó lấy quá. Phải đó,
Đợi Bần Tăng nghỉ ngơi một lát, nhất định sẽ xé Trần Bình ra thành từng mảnh. Đường Phong, là ông tự thất bại, lại chút giận lên người Trần Bình. Người ta tốt bụng khuyên ông rồi, do ông không chịu nghe thôi. Nếu không phải cậu ta cứ nói chuyện, khiến tôi mất tập trung, thì làm sao tôi có thể thất bại được? Để tôi đi cho. Tiên quả luân hồi, không một ai trong số các người ở đây đủ tư cách để lấy nó, bao gồm cả cậu nữa Lâm Đạo. Nếu cứ nhất quyết lấy nó, cũng vậy thôi, nhẹ thì bị thương, nặng thì một đời tu vi bị hủy hoại trong chốc lát. Trần Bình, anh bị điên rồi hả? Anh đạo của tôi là đệ nhất thiên tài, là những người đứng đầu trong kỳ giữa trúc cơ, là một người bất khả chiến bại từ khi còn trẻ. Còn anh chỉ là thầy bói, có tư cách để nghi ngờ anh ấy? Tôi thấy anh chán sống lắm rồi. Các vị, Trần Bình này quá đáng lắm rồi. Ngay cả Tô Quỳnh Hương tôi cũng không chịu nổi nữa. Sau này, tôi nhất định sẽ lấy mạng anh ta. Trần Bình, cậu hại Bần Tăng bị thương, mạng của cậu, Bần Tăng sẽ lấy nó. Hay là nhường mạng của anh trai Trần Bình lại cho tôi đi. Một lô đỉnh tốt như vậy, không dễ tìm đâu. Lấy mạng Trần Bình, lấy mạng cậu ta đi. Các vị, không cần phải so đo với một tên vô dụng. Để cái mạng quèn lại cho cậu ta, để cậu ta mở to mắt mà xem rốt cuộc vị trí của mình nằm ở đâu. Không hổ danh là Lâm thiếu gia, mới đó đã đi được 6 bước đến cây tiên luân hồi. Giờ đi thêm 4 bước nữa, đưa tay ra là có thể hái tiên quả luân hồi rồi. Thầy bói xấu xa, anh đã nhìn thấy chưa? Đây chính là pháp lực của Lâm thiếu gia. Một thứ rác rưởi như anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Còn 4 bước nữa là đến cây tiên luân hồi. Lâm thiếu gia quả nhiên là người mạnh nhất trong chúng ta. Đây là thuốc tiên độc nhất của Lăng Thiên Kiếm Tông, Vân Lực Đan. Nó vô cùng quý giá, có thể gia tăng tu vi của người dùng trong thời gian ngắn. Tô Thanh Thu, chị đã nhìn thấy chưa? Đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Trần Bình này sao có thể so sánh với anh đạo được chứ? Đợi anh đạo lấy được tiên quả, sau khi có được tiên thiên đạo thể, Trần Bình anh ta ngay cả tư cách liếm ngón chân cho anh ấy cũng không có được nữa. Lấy được tiên quả sao? Cô cũng xem trọng cậu ta quá rồi. 9 bước đã là giới hạn của cậu ta. Nếu cứ cố chấp tiến đến, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Nhóc con, cậu cứ ở đó nói nhảm đi. Đợi tôi lấy được tiên quả, rồi sẽ đến lấy cái mạng quèn của cậu. Bá đạo kiếm ý. Quả nhiên chỉ có Lâm thiếu gia mới có thể lấy được tiên quả. Sau này ở giới tu tiên, danh tiếng của Lâm đạo sẽ lừng lẫy khắp nơi. Chỉ cần 100 năm là có thể lên tiên giới. Tốt quá rồi. Anh đạo đã bước đến bước thứ 10 rồi. Sau khi anh ấy lấy được tiên quả, sẽ đắc đạo thành tiên. Tôi sẽ là vợ của thần tiên. Trần Bình, không phải anh nói anh đạo không thể lấy được tiên quả sao? Thế nào hả? Bây giờ tự vả vào mặt rồi phải không? Lâm đạo cậu ta không trụ nổi 3 giây đâu. Anh nói vớ vẩn gì thế hả? 3 2. Anh có thôi đi chưa? Anh đạo ơi, anh Lâm đạo, anh không sao chứ? Tôi không sao. Uy lực của tiên đạo lại kinh khủng như vậy. Nếu không có linh đan này, tôi đã sớm mất mạng rồi. Chỉ là trái tiên quả này, chỉ có thể nhìn chứ không lấy được. Tôi không cam tâm. Lần luân hồi của phê tiên này đã sớm khô héo vào mấy trăm năm trước rồi. Bởi vì tiên lực tôi dồi dào, mới một lần nữa ngừng tụ lại ra một tiên quả luân hồi. Cho nên trái tiên quả này chỉ có tôi mới lấy được. Trần Bình, sao có thể nói lung tung như vậy? Đang chọc cười tôi sao? Nếu Trần Bình anh là tu sĩ có tu vi thâm hậu, thì tôi sẽ nửa tin nửa ngờ đấy. Nhưng anh chỉ là một thuật sĩ giang hồ. Anh nói những lời này, không sợ bị người ta cười nhạo sao? Chỉ có cậu mới lấy được sao? Nực cười. Một kẻ ăn hại không có chút tu vi nào, mà cũng có vọng tưởng muốn lấy tiên quả, mơ mộng hão huyền.
anh cũng không tự soi lại bản thân, có đủ tư cách hay không? Ngay cả thiếu chủ Đường Phong và Lâm Đạo còn làm không được, anh có thể làm được gì? Không phải anh muốn giúp Tô Thanh Thu đi hái tiên quả sao? Tiên quả ở ngay trước mặt kìa. Anh đi đi chứ. Tôi thấy anh chưa bước nổi một bước là đã bay màu rồi. Anh đừng đi. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Tôi đã hứa sẽ lấy được tiên quả cho em thì nhất định sẽ lấy được. Vừa mới khen anh đã nở mũi rồi. Được, mau làm đi. Bổn cô nương nhường đường cho anh đây. Anh mau làm đi, chỉ cần anh không sợ mất mạng dưới uy lực của tiên đạo thì cứ việc đến. Uy lực của tiên đạo chỉ là do một tia tiên khí của tôi ngưng tụ mà thành. Các người có thể sợ hãi, nhưng tôi thì không. Thanh Thu, tôi cần mượn tiên huyết đế châu trong cơ thể em để dùng. Trần Bình, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi đoán anh bây giờ đang rất sợ hãi, nhưng vì tôn nghiêm mà phải giả vờ như không có gì. Sợ là anh cũng không biết mình mất mạng từ khi nào. Trần Thế Chủ, cậu tự tìm đường xuống địa ngục. Bần tăng cũng đỡ phải ra tay. Anh trai đây mà mất mạng cũng thật đáng tiếc. Nô gia còn muốn trải qua đêm xuân với anh mà. Trần Bình, đừng đi. Uy lực của tiên đạo anh không chống lại được đâu. Tôn nghiêm không đáng giá, nếu mạng cũng mất rồi thì không còn gì. Ta chính là kẻ duy nhất vĩnh hằng bất diệt. Ta vừa là tiên, ta vừa là đạo. Ngươi chỉ là do một tia tiên khí của ta ngưng tụ mà thành, cũng dám chống cự với ta sao? Bóng lưng này trông quen quá, hình như đã thấy ở đâu đó. Phá. Đồ ngốc, tưởng mình là đại năng tu tiên thật sao? Còn muốn phá vỡ uy áp của tiên đạo nữa. Đừng nói là tôi, cho dù là lão tổ có đến cũng không có cách nào đối phó với uy áp của tiên đạo. Cậu thì là cái thá gì chứ? Đúng vậy, uy áp của tiên đạo khủng khiếp cỡ nào, chỉ dựa vào một thuật sĩ giang hồ như anh cũng có thể phá được uy áp tiên đạo sao? Nếu như anh thật sự phá được, tôi sẽ gọi anh là ba luôn được không? Cái gì? Sao cơ, thật sự phá được rồi? Không cần phải gọi ba đâu. Vài vế lộn xộn lắm. Không thể nào như vậy. Uy áp của tiên đạo, nhưng mà tiên quả được hình thành vào lúc chín muồi, chỉ dựa vào một thuật sĩ giang hồ như anh, sao anh có thể phá vỡ uy áp của tiên đạo được chứ? Cậu vậy mà mạnh hơn tôi sao? Tôi không chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận. Điều này làm sao có thể chứ? Phá vỡ uy lực của tiên đạo, tên Trần Bình này chắc chắn đã che giấu tu vi. Tên Trần Bình này là một biến số mà không thể chọc giận. Đại ca Trần, là chúng tôi có mắt như mù, trước đây đã xúc phạm anh, xin đừng tính toán với chúng tôi. Đúng vậy, Trần Bình, trước đây tôi không cố ý chế nhạo anh đâu. Là một người đàn ông, anh sẽ không tính toán với một người phụ nữ như tôi chứ? Các người đó, tôi chưa bao giờ để ý đến các người cả. Cậu giả vờ cái gì vậy? Cậu căn bản là không hề vào được uy lực của tiên đạo, thì làm sao có thể phá được uy lực của tiên đạo chứ? Anh Lâm Đạo, ý của anh là sao? Rất đơn giản, cậu ta chỉ là một tên tay mơ, căn bản là không phá được uy lực tiên đạo. Là do uy lực tiên đạo không biết đã xảy ra vấn đề gì mới biến mất. Cậu ta chỉ chó ngáp phải rồi thôi. Thì ra là vậy. Lúc nãy tôi cố ý chế nhạo anh đó, tên rác rưởi nhà anh. Xin lỗi một tên rác rưởi như vậy, nghĩ đến cũng thấy buồn nôn. Thanh Thu, tôi sẽ hái tiên quả cho em. Tiểu tử to gan. Lão Phu chính là lão tổ đời thứ hai của Lăng Thiên Kiếm Tông. Lão tổ đời thứ hai Lăng Thiên Kiếm Tông. Cây tiên luân hồi này chính là vật của Lăng Thiên Kiếm Tông. Nếu ngươi dám động vào tiên quả, lão Phu liền diệt môn ngươi. Con cháu Lâm Đạo bái kiến lão tổ.
hóa ra người là hậu duệ của Lăng Thiên Kiếm Tông. Lúc trước lão phu ở trong bí cảnh bị thương nặng, khó rời khỏi đây, liền hòa nhập vào trong tiên thuật, chờ đợi nhiều năm, luôn luôn nghĩ đến một có thể tự tay đem tiên quả này gửi đến tay con cháu của Lăng Thiên Kiếm Tông ta, cảm tạ lão tổ. Tên kia dựa vào cậu mà dám lấy tiên quả sao? Lão tổ đời thứ hai Lăng Thiên Kiếm Tông ở đây, tiên quả là của tôi. Cây tiên luân hồi này từ khi nào trở thành vật của Lăng Thiên Kiếm Tông vậy? Thứ mà Lăng Thiên Kiếm Tông nhìn thấy khác sẽ là của Lăng Thiên Kiếm Tông. Ngươi là cái quái gì vậy? Nếu không muốn mất mạng thì mau cút xéo cho ta. Tôi đã để mắt đến Lăng Thiên Kiếm Tông thì Lăng Thiên Kiếm Tông sẽ là của tôi. Cây tiên quả luân hồi này cũng là của tôi. Tránh đường đi, tôi phải đi lấy tiên quả. Tiểu tử, trước mặt lão tổ của tôi còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là chán sống rồi. Vậy sao? Theo như tôi thấy, ông ta chỉ là một con sâu đáng thương, sống lầy lắt trong cây tiên luân hồi mà thôi, có gì mà đáng sợ? Nói hay lắm. Bao nhiêu năm qua, ngươi là kẻ điên đầu tiên dám khiêu khích lão phu. Lão phu hôm nay sẽ lấy mạng ngươi. Bị hạ gục bởi lão phu cũng coi như là phúc đức ba đời của ngươi. Trần Bình, anh thực sự đã ăn gan hùm uống mật gấu rồi đúng không? Ngay cả lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông mà anh cũng dám đắc tội. Lần này anh có toi đời cũng đáng. Thưa tiền bối, Trần Bình không cần tiên quả này nữa. Vừa rồi anh ấy có thái độ bất kính với ngài, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài, xin ngài hãy tha cho anh ấy một mạng. Ngươi là cái thá gì mà còn dám ra mặt cầu xin ta? Lão tổ, cô ấy là người phụ nữ con thích. Thanh Thu, đừng trách bổn thiếu gia không nói cho cô biết. Thằng vô dụng này có thể không phải mất mạng, nhưng mà cô phải trở thành người phụ nữ của tôi. Như vậy thì lão tổ mới có thể tha cho cậu ta một mạng. Nếu như ngươi là cháu dâu của Lăng Thiên Kiếm Tông chúng ta, vậy thì ta sẽ nể mặt của ngươi, tha cho thằng nhóc này một con đường sống. Một mảnh hồn tan nhỏ bé mà muốn xử tôi sao? Ông còn chưa đủ tư cách đâu, còn dám sỉ nhục lão tổ nhà chúng tôi. Cậu chán sống rồi. Trần Bình, đừng nói nữa. Lâm Đạo, tôi sẽ không đồng ý với anh đâu. Nếu như anh muốn liều mạng thì tôi chiều anh đến cùng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng phí lời nữa, tiễn thằng nhóc này lên đường rồi. Thì ngươi vẫn phải làm cháu dâu của ta thôi. Trần Bình này, tiền bối đã ra tay thì ai cũng đừng hòng sống. Lần này anh toi đời chắc rồi. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Chuyện này sao có thể chứ? Trần Bình ngay cả một chút tu vi cũng không có, tiền bối xuất chiêu, làm sao anh ta có thể chặn được vậy? Không thể nào, kiếm khí của ta uy lực như thế, sao cậu ta có thể dễ dàng tiếp chiêu? Năng lực tầm thường này mà muốn tổn thương tôi thì còn lâu mới được. Cái gì? Phá giải rồi sao? Đây. Không ngờ anh ấy lại có sức mạnh lớn như vậy. Đến lượt ông tiếp một chiêu của tôi rồi. Nếu không lên đường thì cũng đủ để ông khoe khoang cả đời đó. Người muốn lấy mạng ta sao? Mơ mộng hão huyền. Trần Bình, không ngờ là anh vẫn còn giấu chút thực lực này, nhưng còn lâu mới đủ nhé. Chắc chắn là tiền bối cảm thấy lấy mạng anh không cần phải dùng hết sức, cho nên anh mới có thể sống sót. Lần này anh đã chọc giận tiền bối, anh toi đời chắc rồi. Lão tổ, xử cậu ta đi. Được, lần này ta sẽ không nương tay nữa. Một chiêu, tiễn người lên đường. Tiền bối đã nghiêm túc. Trần Bình, không còn đường sống nữa rồi. Trần Bình, mặc dù anh có thực lực, nhưng dù gì thì ông ta cũng là lão tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông, không nên đụng vào đâu. Mau đi thôi, em yên tâm. Nhất kiếm diệt thế. Lão tổ, cái gì chứ? Không, không thể nào. Cậu chỉ là một thằng vô dụng, cậu có năng lực gì mà lấy mạng lão tổ của tôi? Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là do cậu đã giở trò.
Vậy cậu có muốn thử một chút không? Sức mạnh của chân binh, không ngờ lại mạnh như vậy. Lần này quả tiên chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ta. Nếu mình có thể lấy lòng anh ta để lấy được quả tiên, như vậy thì tương lai của mình sẽ vô cùng rộng mở. Chân binh, trước đây là tôi có mắt không tròng, trách nhầm anh rồi. Xin anh đừng để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Anh hãy tha thứ cho em gái nhé. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy anh thì tôi đã thích anh rồi. Chỉ vì anh là anh rể của tôi, vì tôi ghen, cho nên tôi mới đối xử với anh như thế. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt nhé. Tô Quỳnh Hương, chị trừng mắt với tôi làm gì? Chỉ cần anh Trần đồng ý thì tôi cũng có thể làm vợ của anh ấy. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Lâm thiếu gia, xin lỗi nhé. Chim tốt chọn cây mà làm tổ. Nhược thủy 3.000 năm, tôi chỉ lấy một phần nhỏ thôi. Tô Quỳnh Hương, đời này ngoài Thanh Thu ra, tôi sẽ không yêu ai khác. Bỏ cái tâm tư này của cô đi. Muốn làm người phụ nữ của tôi, cô vẫn chưa đủ tư cách đâu. Anh, mặc dù thực lực của Trần Bình khiến mình phải mở rộng tầm mắt, nhưng mà anh ta đã đắc tội với nhiều người như vậy còn không có kẻ chống lưng. Trước mặt tam đại tông môn giống như là một con kiến. Quả tiên này cũng đã không giữ được rồi. Xem ra tương lai của mình vẫn nên theo bên cạnh Lâm đạo thôi. Trần Bình, anh thật sự không biết tốt xấu. Anh cho rằng anh đắc tội với tam đại tông môn rồi thì anh có thể dễ dàng rời khỏi đây sao? Anh đạo ơi, cái tên Trần Bình này ở trước mặt anh chả là cái thá gì cả. Lúc nãy tôi chỉ vì giúp anh lừa anh ta lấy tiên quả mới buộc phải làm như vậy. Anh không được giận tôi đâu đó. Thì ra là vậy sao? Tôi đã trách nhầm cô rồi. Trần Bình, hôm nay cậu đã đắc tội với thần quan Càn Khôn, Vạn Phật Tông và Lăng Thiên Kiếm Tông. Kết cục đã được định đoạt. Mau cút đi, nếu không sẽ khiến cậu ra đi thê thảm đấy. Cặn bã, dám khinh thường tôi sao? Tiên quả là báu vật của Lăng Thiên Kiếm Tông. Bỏ xuống cho tôi. Từ nay về sau, số phận của em sẽ do em quyết định. Tô gia cũng sẽ vì em mà thành công rực rỡ. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Tiên khí lại nồng đậm như vậy. Đây là thứ gì vậy? Tiên cốt của mình quả nhiên ở đây. Nhưng mà hình như có chút vấn đề. Có tiên khí. Thanh kiếm này là bảo vật cực kỳ hiếm. Thanh kiếm này xuất hiện trong bí cảnh tiên nhân. Chẳng lẽ là phi kiếm của tiên nhân? Tiên kiếm huyền thoại trong truyền thuyết. Trong ghi chép phá bí cảnh của các lão tổ Lăng Thiên Kiếm Tông để lại cũng không có ghi chép về thanh kiếm này, nhưng tôi thấy nó tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, nhất định không tầm thường. Tựa như vạn vật đều bị thuần phục, vạn vật trên đời không ai chịu nổi một kiếm. Thanh kiếm này là tiên kiếm. Nếu có thanh kiếm này trong tay, cả thế giới này còn ai dám đối đầu chứ? Tiên kiếm là của tôi, không được cướp. Của tôi.
Lâm Đạo. Anh không sao chứ? Nhiều người như vậy. Hồn cốt, tiên cốt của Trần Bình là Kiếm Linh. Hôm nay ta có thể ăn một bữa lớn, hút lấy huyết khí của các ngươi, vừa hay để ta hồi phục lại tu vi. Không thể ngờ, tiên cốt lại sản sinh ra một trí tuệ độc lập. Thực lực của kiếm linh này vô cùng mạnh, có thể lay chuyển đất trời. Nếu có thể hàng phục nó, trên trời dưới đất không ai hạ gục được. Để Bần Tăng suy nghĩ một chút, làm thế nào để hàng phục kiếm linh này? Đừng nghĩ nữa, các người lùi lại đi. Kiếm linh này không phải thứ các người có thể hàng phục. Tên Trần Bình kia, Bần Tăng đã chịu đựng cậu lâu rồi. Nếu cậu không cơm miệng, Bần Tăng sẽ lập tức siêu độ cho cậu. Trần Bình, cậu chỉ là một kẻ vô dụng. Dựa vào cái gì mà kêu tôi lùi lại? Dựa vào thanh kiếm này là tiên cốt của ta hóa thành. Dựa vào ta chính là tiên đế tối thượng của tam giới, đứng trên đỉnh chúng tiên, kiêu hãnh giữa nhân gian. Có Trần Bình như có tiên. Hôm nay bổn đế sẽ hòa nhập với tiên cốt, khiến chúng sinh thần phục, quy phục tam giới. Hóa ra lại là hắn. Trần Bình, cho anh chút mặt mũi. Anh liền được nước lấn tới phải không? Để có được tiên kiếm, không ngần ngại bịa ra chuyện vô lý như vậy. Anh thật sự muốn chọc cười mọi người sao? Danh con như cậu cũng dám xưng tiên đế, không tự lượng sức mình. Mọi người ở đây không cách nào lấy được tiên kiếm. Anh là kẻ vô dụng, chỉ biết giả vờ kiêu ngạo, cũng xứng lấy sao? Đúng vậy, cậu là tiên đế cái gì? Có bản lĩnh thì hàng phục kiếm linh, rồi lấy tiên kiếm chém mọi người đi. Phải, có bản lĩnh thì thuần phục kiếm linh, rồi dùng tiên kiếm chém chúng tôi đi. Trần Bình, tôi nghĩ là anh vừa bước lên sẽ bị kiếm linh chém mất mạng đấy. Sợ rồi phải không? Nếu sợ rồi thì đừng ở đây phách lối nữa. Nhanh biến chỗ khác. Tiên cốt của bổn đế hóa thành một sợi linh trí, có gì phải sợ? Được thôi, nếu các người muốn mất mạng, vậy ta sẽ giúp các người một tay. Trần Bình, đừng bốc đồng. Loại kiếm linh này không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Lòng tham vô đáy, mất mạng thì không đáng chút nào. Thanh kiếm này tôi nhất định phải có. Nhưng mà tôi phải dựa vào em để lấy kiếm. Dựa vào tôi? Nhưng tu vi của tôi còn không cao bằng Lâm Đạo. Tôi giúp anh thế nào chứ? Trần Bình, tôi còn tưởng anh giỏi cỡ nào, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào Tô Thanh Thu. Anh có còn là đàn ông không? Quả nhiên là đến đây làm trò cho mọi người. Trần Bình, anh không phải là tiên đế sao? Tiên đế? Cậu ta cũng xứng hả? Tự mình rước nhục. Tô Thanh Thu, cô có thể giúp cậu ta. Bổn thiếu gia muốn xem thứ rác rưởi này làm sao có thể lấy được tiên kiếm. Thanh Thu, xin lỗi em. Trần Bình, dám hôn người của tôi sao? Cậu chán sống rồi, Trần thí chủ. Cậu nói về việc hàng phục kiếm linh, lại dở cho thế này sao? Cậu thật là một người tài giỏi. Trần Bình, anh vẫn nên cùng tôi về nhà đi. Lô đỉnh song tu, tôi chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Trần Bình, anh có tỉnh táo không vậy hả? Anh tưởng hôn Tô Thanh Thu là có thể đánh bại kiếm linh, lấy đi tiên kiếm sao? Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa.
tiên huyết đế châu vậy mà nằm trong người phụ nữ này. Muốn hàng phục ta sao? Vậy ta sẽ nuốt ngươi. Trần Bình, Kiếm Linh phẫn nộ rồi. Cậu tiêu chắc rồi. Trần Bình, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh đó. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cảm ơn. Nuốt ta sao? Ngươi cũng chỉ là hồn cốt được tạo ra từ quán niệm. Trong lúc ta luyện nhất khí hóa tam thanh, trong 3 giây, hoặc là nhập vào ta, hoặc bị phá hủy. Tu vi hiện tại của ngươi chưa tới 1/10, hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt ta, mà ta thì có thể nuốt được ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi chọn nhầm rồi. Sức mạnh này thật kinh khủng, không ngờ lại khiến cho bí cảnh có dấu hiệu sụp đổ. Đây không phải là thứ mà anh có thể chống lại được đâu, mau chạy đi. Uy lực của kiếm linh kinh khủng như vậy, Trần Bình không còn đường thoát nữa rồi. Tô Thanh Thu, chị tìm một cái lá chắn, đến cuối cùng thì cũng vì sự kiêu ngạo của bản thân mà sắp phải lên đường rồi này. Cứ đợi cho Trần Bình và Kiếm Linh đấu với nhau đi. Đợi đến khi linh khí của Kiếm Linh kiệt quệ thì chúng ta sẽ ra tay chinh phục Kiếm Linh, đạt được bảo vật. Ba người các người có bằng lòng giúp tôi không? Anh Đạo ơi, cách này của anh thật tuyệt vời. Tô Quỳnh Hương, bằng lòng giúp anh. Nêu ra bằng lòng giúp đỡ Lâm Thiếu Gia, Bân Tăng cũng bằng lòng giúp đỡ. Bây giờ ngươi chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Có tư cách gì mà muốn ta dung hợp với ngươi chứ? Hôm nay ta sẽ phong ấn ngươi lại. Chờ đến khi ta dung hợp tiên hồn và tiên huyết thì ta sẽ là ngươi. Một mảnh hồn cốt mà cũng dám làm bậy sao? Lâm Đạo, Đường Phong, Thượng Quan Minh Nguyệt, mấy người không phải một lòng muốn lên đường sao? Có gan thì cứ xông lên đi. Quả thực là tôi không ngờ tới cậu có thể đánh bại Kiếm Linh. Đáng tiếc là linh lực cũng cạn kiệt rồi. Đừng giả vờ nữa. Giao tiên kiếm và tiên quả ra thì tôi sẽ tha cho cái mạng cún của cậu. Đúng, giao tiên kiếm và tiên quả ra. Tuy rằng tôi không thể có được nó, nhưng có thể có quan hệ tốt với Lâm Thiếu Gia cũng là một chuyện tốt. Linh khí của cậu đã cạn kiệt, đối đầu với ba người chúng tôi căn bản là không có cơ hội chiến thắng. Chị gái tốt của tôi ơi, sao chị không tìm một người đàn ông có địa vị đi chứ? Anh Đạo của tôi là người có Lăng Thiên Kiếm Tông chống lưng, còn cái tên Trần Bình này, anh ta cho dù thực lực mạnh hơn đi nữa thì có ích gì, ngay cả sách dép cho anh Đạo cũng không xứng nữa. Tôi khuyên chị hãy kêu anh ta ngoan ngoãn giao tiên kiếm và tiên quả ra đi. Kẻ thấp hèn như anh ta căn bản không có tư cách sở hữu bọn chúng. Chị hiểu chưa? Trần Bình, trong suốt thời gian qua, anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng bởi vì tôi nên mới vào bí cảnh này. Tôi sẽ không để anh mất mạng đâu. Anh mau đi đi. Thanh Thu, nếu không giao tiên quả và tiên kiếm ra thì chúng ta vẫn còn đường sống. Một khi giao ra rồi thì chúng ta đừng hòng sống nữa. Thanh Thu, không hổ là người phụ nữ tôi thích, thông minh lắm. Nhưng mà Trần Bình còn có thể chạy đi đâu nữa đây? Ra tay đi, lấy mạng hắn cho tôi. Muốn lấy mạng anh ấy thì bước qua xác tôi trước đã. Ba con sâu bọ, chỉ cần một nhát kiếm là xong. Anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Thực lực của ba người bọn họ rất mạnh, hai người chúng ta không thể đánh bại họ đâu. Nhận một kiếm của tôi, nếu vẫn còn giữ được mạng thì các người sẽ có cơ hội làm việc cho tôi. Tôi đợi đến nơi rồi mà còn mặt dày nói khoác, nộp mạng đi. Sự sỉ nhục ngày hôm nay
hôm khác tôi sẽ bắt cậu phải trả gấp trăm lần. Cậu đợi đó cho tôi. Pháp bảo hộ thân sao? Có chút thú vị đó. Nhận một kiếm của tôi mà vẫn còn sống, xem như mạng cậu lớn. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ lấy cái mạng cún của cậu. Trần Bình anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại đồng ý làm lá chắn cho mình. Rốt cuộc là anh ấy có mục đích gì? Chuyện này là chỉ vừa chớp mắt thôi. Rốt cuộc anh là quái vật gì vậy? Một kiếm đánh bại ba vị trúc cơ cường giả. Lâm đạo nhờ vào pháp khí hộ thân cứu mạng mình. Trần Bình này chẳng lẽ là kim đan cường giả sao? Người như vậy chúng ta không thể chọc vào được đâu. Trần đại ca, chúng tôi biết sai rồi. Tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Anh rể ơi, tôi nhất thời bị quỷ ám nên mới đối xử với anh như vậy. Anh tha cho tôi, tha mạng cho tôi nhé. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sẽ rửa chân cho anh, giặt đồ cho anh, làm người hầu của anh luôn cũng được. Chị ơi, chị giúp em cầu xin anh rể có được không? Em không muốn toi đời đâu, em không muốn đâu. Cầu xin anh, tôi cũng không muốn lấy mạng của cô. Nể tình cô là em gái của Thanh Thu, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Mau biến đi. Cảm ơn anh rể. Sau khi tiền cốt dung hợp, bí cảnh này không chịu nổi sức mạnh của tôi nữa. Sắp sụp rồi. Chúng ta đi thôi. Nàng chính là tiên hậu. Bổn đế cam kết với nàng sẽ bảo vệ nàng cả đời. Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh chàng, ta sẽ không quan tâm gì cả. Giờ lành đã tới. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Bổn tôn còn chưa tới. Tần Dũng Ma Tôn. Giờ lành gì chứ? Ma Tôn to gan, hôm nay là đại hôn của tiên đế bệ hạ, ngươi dám đến đây làm loạn, không muốn sống nữa sao? Quỳ xuống nhận tội đi. Bạch Hổ yêu giới chí tôn, ta sẽ giữ lại nguyên thần cho ngươi. Một bầy run rế cũng dám hỗn láo với bổn tôn. Biến đi. Lấy mạng Ma Tôn. Ma Tôn, ngươi muốn khiến ma tộc trong tam giới bị khai trừ vĩnh viễn sao? Ngươi nên biến mất là ngươi, không phải ta. Hôm nay bổn tôn sẽ tiêu diệt ngươi, thống nhất tam giới. Ngươi chán sống rồi. Phép thiên tượng địa. Lấy mạng ngươi, cần gì phải phiền đến tiên đế. Ngọc Hân, tiên đế. Không hổ danh là tiên đế tam giới. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không muốn tân nương xinh đẹp này bỏ mạng một cách đáng thương, thì mau giao Trảm Long kiếm ra đây. Tiên đế, không được. Trảm Long kiếm là tiên cốt của chàng chuyển hóa thành. Nếu như bị tổn hại, đạo thân của chàng cũng sẽ tan vỡ. Chàng thân là tiên đế tam giới, hãy lấy an nguy của tam giới làm trọng trách. Mau giao Trảm Long kiếm ra. Tiên đế, không được giao cho hắn. Mạng của ta không đáng để làm vậy đâu. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục làm thê tử của chàng, chăm sóc chàng thật tốt. Mau lấy mạng Ma Tôn đi. Mau thả thê tử ta ra. Nếu không tam giới không còn chỗ để ngươi dung thân đâu. Tiên đế, ngươi không đe dọa được ta đâu. Mau giao Trảm Long kiếm ra đây. Phim được dịch Thuyết Minh. Mau giao Trảm Long kiếm ra. Được, ta đồng ý với ngươi. Một tay giao người, một tay giao kiếm. Không, đừng mà.
Ngọc Hân, nàng, Trần Bình, hôn lễ ngày hôm nay cũng là tang lễ của ngươi. Bái kiến nữ đế. Trần Bình, ngươi cho rằng bổn tôn muốn thống nhất tam giới, nhưng lại không ngờ là bổn tôn và các vị tiên đây đã đóng một vở kịch để lừa ngươi. Chủ nhân của ta mới là người đứng sau chỉ đạo. Chủ nhân đã tính kế ngàn năm, hôm nay đạt được mong muốn, trở thành tiên đế tam giới. Chúc mừng chủ nhân. Triệu Ngọc Hân, trận giao chiến tiên ma năm đó, ta bị trọng thương, ngươi đã dùng toàn bộ tu vi ngàn năm để cứu ta. Ta đã hứa với ngươi sẽ bảo vệ ngươi cả đời, nguyện ý vì ngươi mà làm mọi thứ. Sao ngươi lại đối xử như vậy với ta? Tại sao chứ? Tiên đế ơi là tiên đế, nhìn ngươi thật đáng thương. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, để ngươi đi cũng có thể nhắm mắt. Trận giao chiến tiên ma năm đó, người cứu ngươi không phải là ta, mà là Ngọc Giao tiên tử. Ngươi nói cái gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Hóa ra ngàn năm nay ta đã yêu nhầm ngươi. Triệu Ngọc Hân, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Kiếp sau đi nhé. Chỉ cần ta có được tiên hồn, có tiên cốt, tiên huyết, bổn thánh nhất định phải lấy được tu vi vạn năm của ngươi. Hãy để ta rút đi tiên huyết của ngươi. Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào ngươi và đám run dưới kia là có thể lấy được sao? Những thứ thuộc về bổn đế, bổn đế tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được. Nhất khí hóa tam thanh, mau, mau ngăn hắn lại. Ngày ta trở lại tiên giới, các nghịch thần đều phải đền tội. Hai mươi năm sau khi tiên đế vào nhân gian, tiên đế, chúng thần ở nhân gian tìm kiếm tiên huyết, tiên hồn, tiên cốt, đã hóa thành ba viên đế châu cũng được 20 năm rồi, nhưng vẫn mãi không có manh mối. Việc trở về tiên giới, sợ là sẽ lại xa vời vô định. Thần tài, ta vừa tính ra, hôm nay, sao trổi sáng chói, quý nhân đang đến. Cục diện của ta và ngươi sắp được giải quyết. Có phải là cô ấy không?